sau một thời gian thảo luận gây gỗ, đôi nhà chọn số 1. Tôi đã nói rồi, tới vòng 5 là 4 người sẽ không ai nhìn mặt ai nữa. Thưa quý vị, vậy thì người bí ẩn cũng phải là cô số 1 của tôi. Không? Tự á? Người bí ẩn là... Số 2 là thông em á. Hả? Số 2 đi. Tôi chưa phân nhận cô số 1, cô số 2. Cái đầu là cô số 2 là tại vì cái thần thái cô rất là điềm tĩnh. Và cô rất số là... Số 2 mà không phải là nhìn là biết số 1. Chuyên nghiệp, anh Sơn nói đúng. Cô rất là có concept. Trắng, biến hay là nó đẹp. Nhưng cái cô số 1 là sao tôi nghĩ là cổ. Là tại vì cái bộ môn mà diễn thay đồ để Việt Nam mình là không có phát triển nhiều. Thành thử là tôi nghĩ là cái môn này là từ những cái người mà ít ra phải có cái độ tuổi như cái chị này. Cái thứ hai là chỉ là cái người mà trả lời thật thà nhất. Bây giờ tôi mới hỏi tiếp bà cảnh sát gì vậy bố? Kệ đó, làm được được không? Như mọi người đã biết tôi tự mang đi, không ngoài mà bày con là phải banh cho nó bự ra đâu. Tôi tự mang đi.